Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Ấm Nhà Vui của Đài Truyền Việt Pay TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại với chương trình với những cái yêu cầu của khán giả, là bởi vì vào tháng 12 thì nước Úc là chúng ta ở Nam Bán Cầu, thời tiết nó cũng hơi ngược ngào với những cái quốc gia khác. Ở những nơi người ta đang là mùa đông lạnh lẽo thì nước Úc lại rất là nóng. Và do đó những cái món ăn mà khán giả thường yêu cầu lại là những cái món ăn nó nhẹ nhàng để mà nó đem lại một, nó không có quá gia tăng thêm cái độ nóng của nhiệt độ hiện nay. Và chúng tôi do đó đã tiếp tục gửi đến cho quý vị những món gỏi là một trong những cái bí quyết đã làm nên thương hiệu của nhà hàng Hương Rừng trong suốt nhiều năm qua. Và cũng như quý vị đã từng theo dõi chương trình thì cũng đã biết được rằng cùng tham gia với chương trình Bếp Ấm Nhà Vui hàng tuần của Vietfay TV đó là một người đầu bếp rất là quen thuộc của chúng ta. Và một lần nữa rất hân hạnh chào đón anh Quang trở lại với chương trình. Chào Kim Quang, xin chào tất cả các quý khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì giống như lời yêu cầu của quý khán giả, thì hôm nay chương trình sẽ thực hiện cái món gỏi bầu ngư rau muống. Nghe cái tên bầu ngư không đó, là Kiều Hòa cũng nhận thấy là nó cũng hình như là bầu gỏi bầu ngư rau muống. Bầu ngư thì chúng ta cũng đã biết rồi, khá là nhiều những cái món hầm của người Hoa hoặc là bầu ngư gần hành gì đó, anh theo đi nhà hàng thì họ hay làm. Nhưng mà gỏi bầu ngư và rau muống nó kết hợp đông và ta nó hình như là lần đầu tiên Kiều Hòa nghe, phải không? Nhưng mà khi mà ăn rồi á thì cái đặc biệt của nó rất là nhiều. Thứ nhất là cái rau muống á, thì mình nói tới người Việt mà nếu mà ai mà không biết rau muống là không phải người Việt Nam rồi, phải không? Thì cái rau muống này á, bình dân, nhưng mà khi mà kết hợp được cái món này á, nó tự nhiên thành một món rất là sang, rất là sang. Cái tại này vì... là một cái món ăn mà hiện tại bây giờ người ta làm món ăn cao cấp đó anh. Được. Không những là bầu ngư rau muống, bây giờ trong cái thời, trong cái những cái thông tin bây giờ, kính thưa quý vị, khi chúng ta đi vào nhà hàng, kể cả nhà hàng tại Việt Nam hay nhà hàng ở Úc, mà chúng ta gọi rau muống xào tỏi hoặc là rau muống xào trao gì đó, nó cũng là một trong những cái món mà có thể nói là luxury, gọi là VIP đó thưa anh. Đúng rồi, bây giờ ở trong cái nhà hàng á, gần như là mấy loại rau á, rau muống là cái rau bán đứng đầu. Dạ thưa đúng. Ở mình có rau muống xào tỏi nè, dạ. Mình có rau muống xào trao nè, mình có rau muống xào mắm ruốc nè. Rồi mình bây giờ mình dùng cái rau muống này để mà làm gỏi. Thì cái gỏi rau muống bầu ngư là một trong những cái loại gỏi bán rất là chạy. Rất là chạy. Tại sao nó lại bán chạy cho anh? Tôi có nghĩa là bởi vì người ta lạ, cái món ăn lạ, người ta muốn khám phá. Đúng. Rồi sau khi khám phá xong rồi người ta cảm thấy là cái hương vị nó lôi cuốn quá và người ta phải trở lại để người ta tiếp tục thử. Cái con bầu ngư này coi vậy cho mình rất là khó làm. Tại vì nếu mà làm không đúng á thì nó bị dai. Nó bị dai ăn không được. Thành ra bây giờ mình sẵn cái dịp này mình sẽ hướng dẫn khán giả làm tỉ mỉ từng chút, làm sao cho cái con bầu ngư mình rất là mềm. Nó kết hợp với lò gỏi với một loại xà lách ăn rất là ngon. Nó thích hợp cho không phải là mùa hè, mùa đông, tất cả mọi cái tiệc, tất cả những cái tiệc sang trọng hay là cái cơm gia đình buổi tối. Kim Hoàng đang nhìn thấy là cái con bầu ngư hình như nó vẫn còn đang thở đó, phải không anh? Đúng. Có nghĩa là nó moving. Như vậy là nó, tại vì bầu ngư của Úc, kính thưa quý vị, là một trong những cái loài hải sản mà chúng ta cũng biết là người ta nói là thần dược, một trong những cái loài hải sản quý nhất của đại dương đó là bầu ngư. Và trong thời gian vừa qua đó thì chúng ta cũng thấy là bầu ngư được săn lùng rất là nhiều bởi những đại gia từ Trung Quốc. Lý do là bởi vì môi trường của nước Úc nó khá là trong lành và nó tạo nên một cái con bầu ngư cái chất lượng nó hơn hẳn ở những nơi khác. Mặc dù nơi đâu có biển nên đó cũng có bầu ngư. Nhưng mà ngược lại, bầu ngư của Úc thì được rất là ưa chuộng. Và đặc biệt cái con bầu ngư mà với cái kích cỡ như thế này thì càng được các đại gia săn lùng nữa anh, bởi vì những cái con bầu ngư nhỏ thì nó thông dụng hơn. Đúng. Nhưng mà những cái con bầu ngư lớn này thì nó Kim Hoàng cũng rất là ít thấy. Mà tại sao anh không chọn những cái con nhỏ nên làm gỏi mà anh phải chọn cái con lớn như thế này? Con bầu ngư lớn thì theo như mấy cái người qua nói, cái bầu ngư lớn cái độ bổ nó tăng hơn. Tại vì một con bầu ngư bé lớn như vậy là hình như nó cũng phải là 7-8 năm mới được vậy. Chứ nó không phải là rất là nhanh đâu. Yeah. Nhất là mấy con bầu ngư mà nó thiên nhiên, nó không phải là bầu ngư nuôi. Yeah.
Cũng nói sơ qua luôn thì ở nước Úc này mình có hai loại bầu ngư, một loại là màu đen, bầu ngư này thì kêu bằng bầu ngư đen nè, còn một loại thì xanh. Bầu ngư xanh thì nó sống dưới cái độ sâu rất là sâu. Và nó ở đắt trong, hơn phải không? Nó đắt hơn, nó đắt hơn. Nhưng mà mình bây giờ bữa nay là cái chương trình show thì mình làm một cái là một cái con bầu ngư trung bình, mức giá trung bình cho để cho ai cũng thưởng thức được hết. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà quý vị muốn có những cái trải nghiệm hương vị thử với bầu ngư xanh giống như anh Quang vừa mới nói thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bầu ngư xanh cho cái món này, tùy theo là khi chúng ta đi chợ có được cái loại nào tươi thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại đó, kể cả loại nhỏ và kể cả loại lớn, không nhất thiết phải là như cỡ này phải không? Đúng không nhất thiết. Mà con bầu ngư này nè, là bữa nay đi chợ á thì giá nó là 69.95 đồng một ký, 70 đồng một ký. Thì một con này á chắc khoảng 3 con là một ký. Thì tính ra thì một con như vậy cũng khoảng 20 đô thôi. Như vậy thì cũng quá, nếu mà một dĩa gỏi thì với cái giá đó mà so với một tô phở thì thật sự các bạn thấy nó cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Và chúng ta cũng đừng có ngần ngại khi mà chúng ta muốn thử cái món này. Nói là một cái món ăn cao cấp nhưng mà giá thành thì nó cũng rất là phải chăng. Đặc biệt là tại Hương Rừng, nếu mà quý vị ngại những cái quán khác thì cứ tới Hương Rừng thì hiện tại giá cả đang rất là phải chăng. Và như anh cũng có thể gặp anh Quang để mà hỏi thêm một ít bí quyết về cái làm cách nào mà để cho con có những cái món ăn nó rất là ngon, khi mà nhìn thấy trên đài cũng như là có một cái kinh nghiệm thực tiễn khi chúng ta trải nghiệm tại nhà hàng Hương Rừng ở 65 Strong Street. Và bây giờ thưa anh Quang, chúng ta phải hướng dẫn bắt đầu thao tác đầu tiên làm thế nào để tách cái con bầu ngư này ra khỏi cái vỏ. Cái này là không phải là chuyên môn của Kim Hoàng đó. Bây giờ thì cái này thì cũng không có khó lắm đâu. Tại vì hàng ngày ở ngoài nhà hàng làm cũng không biết bao nhiêu con, phải không? Đối với anh Quang thì rất là dễ dàng, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ cái gỏi rau muống bầu ngư thì hai cái thành phần chính là rau muống với bầu ngư, phải không? Thì bây giờ nãy giờ giới thiệu mấy bạn dòng thấy con bầu ngư rồi, vâng, một con bầu ngư mới vừa mua hồi sáng rất là. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái thao tác đầu tiên là mình làm sao để tách con bầu ngư ra. Thôi bây giờ để cho Kim Hoàng thử đi nha. Mình có một cái trải nghiệm đi và mình để mình diễn đạt lại cho quý khán giả coi một cái con bầu ngư tươi làm rồi, cách nào rồi, để giờ, nó tách ra khỏi cái vỏ nha. Rồi bây giờ vậy nè, giống như mình á, theo kinh nghiệm cho mình thấy á, thì có nhiều người ta dùng những cái dao đồ này kia, nhưng mà mình dùng một cái muỗng mà có cái chiều cong giống như vậy nè Kim Hoàng. Rồi cái mình cạ sát cái thành của cái vỏ của bầu ngư thì mình sẽ không bị mất cái khoảng thịt đó. Còn bằng không thì có người đưa ra đi xuống rồi dòm thấy thì là cái một thịt hồi nó còn phân nửa có còn phân nửa, còn phân nửa. Bởi vậy khi mà đem lên cái dĩa gỏi, người ta có nguyên con bầu ngư còn cái nửa con. Rồi bây giờ là cho Kim Hoàng thử nghiệm coi mình có em có thể lấy ra được nguyên một con bầu ngư hay không nha. Nếu mà Kim Hoàng làm được thì chắc chắn quý vị làm được, bởi vì Kim Hoàng không có giỏi về những cái này. Nhưng mà Kim Hoàng nhớ cẩn thận nha, cái này nó cũng hơi bén á. Nhiều khi mình lỡ cái tay á, nó sẽ da vô cái ngón tay mình sẽ bị. Nhưng mà nếu mà làm không được thì em sẽ bàn giao lại cho anh Quang đấy. Nhiều khi mình để dưới ở dưới cái tấm thế cái mình làm vậy. Nó có cái thế phải không? Nó có cái thế. Rồi bên cạnh đó thì mình bây giờ mình để cho Kim Hoàng làm bầu ngư đi, mình nói tới cái vụ chắc là không ổn rồi đó anh. Em cũng cố gắng hết sức rồi nhưng mà em không có cách nào mà em lấy được cái con bầu ngư ra khỏi cái vỏ. Quý vị thấy là nó thật sự nó dính rất là chặt, và chúng ta cũng thấy này, cái độ tươi của con bầu ngư thì nó mới được là như vậy. Nhưng mà chắc chắn là đầu bếp Quang sẽ có bí quyết và bây giờ sẽ nhường lại cho. Rồi thôi, bây giờ để mình hướng dẫn nha. Bây giờ Kim Quang cái gì cũng giỏi hết thì thôi, bây giờ mình cũng có chút xíu giỏi để đấu lại. Chứ bây giờ cái gì cũng Kim Quang cũng giỏi hết thì sao được không? Bây giờ mình dùng cái muỗng này nha, mình kể. Thì ở dưới này nè, con ở dưới cái bầu ngư này nè, nó có một cái chỗ á, nó bám rất là sát. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em tới bước đó là em bị giỏi lại đó. Có nghĩa là anh phải dùng sức nữa. Thì khi mà như vậy á thì mình sẽ lấy được hết ở trong này ra. Nó hoàn hảo rồi đó nha. Thì bây giờ á ở dưới con bầu ngư này nè, mình có cái ruột con bầu ngư. Con ruột con bầu ngư á, thì nếu mà con bầu ngư trong cái hồ á thì cái ruột rất là sạch. Còn bầu ngư mà mình đi bắt về á thì cái ruột nó ấy lắm. Thành ra khi mà mình có cái ruột bầu ngư này nha, thì cái ruột bầu ngư này nè không phải bỏ đâu. Cái ruột bầu ngư này á mình có thể xào ăn rất là ngon. Thì
Thì khi mà mình lấy cái con cái ruột bông gương này nè, mình coi coi mình nặng nặng những cái phân ở trong cái dơ, của cái nó, dơ ra. Nó ra. Dạ. Nó ra xong cái mình rửa sạch. Dạ. Mình rửa sạch mình ướp sơ. Mình ướp sơ xong cái mình mới bỏ một chút xíu bột năng vô á các bạn. Xong cái mình bỏ vô chảo dầu mình chiên. Ừ, chiên giòn nó lên. Chiên chiên cho nó chín thôi, nó săn lại. Nó săn lại rồi sau đó thì mình sẽ đi đem đi xào, thí dụ như xào với cà chua, xào với cần, xào theo tùy thích mà rất là ngon. Có nghĩa là bắt buộc phải ướp bột năng trước khi mình chiên. Thì giống như mình là nhà nghề, hồi đó về nhà hàng theo trước khi xào á, người ta bún bột năng. Khi mà xào lên á, cái độ sánh của bột năng á, nó làm cho cái nước sốt rất là ngon. Nhưng mà bột năng khô hay là bột năng khô? Bột năng Nhưng khô. Mà anh áo có nhiều hay không? Không, ít thôi. Giống như... Có nghĩa là sơ qua thôi, sơ áo một qua lớp thôi. Rất là mỏng bột năng, rồi bắt đầu là chảo nóng, là dầu nóng là mình cứ bỏ vô chiên. Đúng, đúng vậy. Nếu mà sau này á, có một cái xô mà chỉ về xào cua hoặc là xào tôm hùm, thì đó, cái hình thức nó hơi giống. Nó giống như vậy. Nó hình thức nó hơi giống chắc nhau. Chắn là sẽ có khán giả yêu cầu, anh đừng lo. Dạ vâng. Rồi, dạ, bây giờ là cái con bầu ngư của ta đã được bây tách giờ rồi, con rồi đã phải tách, không? Bầu ngư đã tách xong. Thì bây giờ mình phải có một cái công đoạn là mình phải rửa con bầu ngư này thật là sạch. Sạch, rửa được rồi sạch, những cái đen này là đẩy đi hết. Dạ. Xong ở trên cái đầu con bầu ngư này, nó ngay cái đầu này nó có một cái chỗ cứng cũng dạ. Mình cũng phải bỏ luôn. Dạ. Tại vì nó không ngon. Dạ. Sau đó cái mình mới thái mỏng. Dạ. Mình thái mỏng xong rồi mình dùng một cái nước súp gà, mình mới trụng sơ qua. Dạ. Rồi như vậy là giống như là cái công đoạn đầu, của cái là thắt xong bụng đã rồi xong. đó. Và mình Trụng chuyển sơ qua. ra thôi, một hồi nó sẽ chỉ mấy bạn một cái cách trụng mà Quan làm trọng sao. làm sao mà bầu ngư nó vẫn giòn và nó vẫn nó Đúng. mềm nhưng mà nó có cái độ giòn. Đúng, Chứ đúng. nếu mà em thấy cũng nhiều người họ làm nó hay bị dai đó. Nó bị dai, không Dạ. được. Bầu ngư nó cái mình nó canh chỉ lửa. cần trên một chút xíu thôi Đúng. là nó đã qua cái Đúng giai rồi. đoạn bị dai Bầu rồi. ngư này nè, nếu như mà người tàu á, người ta hầm á, Dạ. người ta hầm, có người ta hầm lên tới 6-7 tiếng. Dạ. À, cái món Phật Nhảy Tường nó cũng xài rất là nhiều bầu ngư. Rồi mấy cái món mà bầu ngư hầm thuốc bắc. Rồi, hoặc là những cái gia đình mà có những người lớn tuổi á, người ta dùng mấy con bầu ngư này để người ta hầm cải khô, hóa là có nhiều cái món Nói canh chung là rất là để ngon. mà bồi dưỡng sức Bồi khỏe dưỡng, đúng đúng rồi. không? Tại vì người ta nói cái bầu ngư Ông này ăn mà bà khen đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà thật sự kính thưa quý vị, Kim Hoàng biết là tìm hiểu đó thì bầu ngư khi mà quý chị em phụ nữ mà ăn bầu ngư thường xuyên đó, nó có cái công dụng làm cho cái nước da của chúng ta có cái sự đàn hồi, nó có cái chất collagen. Là bởi vì khi chúng ta lớn tuổi rồi thì cái chất collagen trong cái da nó giảm đi. Và chính con bầu ngư này là nó có một cái dưỡng chất rất là tốt cho da của những người phụ nữ. Nếu mà quý vị không tin thì quý vị cứ thì tới Hương Rừng ăn cái món bầu ngư, gỏi bầu ngư rau muống này hàng ngày thì chắc chắn là trong vòng vài lần ăn như vậy thôi, nước da sẽ đẹp ngay. Phải không? Bầu ngư này tại vì người ta nói nó là bổ âm, có nghĩa là khi mình ăn vô á thì mình không có thấy cái kết quả liền, nhưng mà nó phục hồi từ 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 từ. Dạ đúng. Bởi vậy người Tàu á, Phải kiên nhẫn. người ta thích là như vậy. Giờ người ta hầm, người ta uống nước súp thôi. Có nhiều người thấy mình uống hầm con bầu ngư vậy nè, xong rồi cái bỏ cái bỏ con vỏ bỏ con bầu ngư đi đi hút nước ha. Dạ thưa đúng Để... rồi, bởi vì bao nhiêu chất bổ nó ra trong cái nước hết rồi thì các con bầu ngư lúc đó gọi nôm na là còn lại cái xác luôn Nhưng phải mà không? mình Kim Hoàng thấy mình lucky nha, mình sống ở nước Úc này, bây giờ cái gì cũng có Dạ ha, đúng, cái mà gì lại cũng ngon có, hơn những ngon nước ngon. khác nữa. Thứ nhất bây giờ mình ăn cái cọng rau nó cũng là cái cọng rau bảo đảm, còn bầu ngư là mình cũng biết mua cọng ngư từ đại dương ra, tất cả Nó mọi rất thứ là đều rất là lạ ngon. anh Quang hả, cũng là con bầu ngư cũng là ở dưới đáy biển Ừ. nhưng mà bầu ngư của Úc á, cái chất đạm của nó nhiều gấp đôi so với những con bầu ngư ở chỗ khác. Và cái đó kính thưa quý vị đã được khoa học chứng minh và cũng là lý do vì sao mà được săn đón rất là nhiều. Thì Đem đi phân tích chất ra thì cái chất đạm ở đây nó hơn 100 gram bầu ngư nó có hơn 54 gram, có nghĩa là hơn 50% là chất đạm, và những nơi khác nó chỉ có khoảng 20 hoặc 30% chất đạm thôi, và cái đó là cái dưỡng chất rất là tốt của bầu ngư. đúng, Kim Hoàng biết cái đảo san hô của Úc này nè, Dạ. tại sao mà nó lớn mà nó đẹp nhất thế giới, tại vì nó được hưởng một cái nguồn nước rất là tinh khiết. Dạ đúng. Thì bên cạnh đó cái nguồn hải sản của Úc này nó cũng là hưởng được một cái nguồn tinh khiết đó, Và bầu ngư là một trong những thứ đó một đúng trong không? đó. Mà Dạ. ra thành ra bây giờ thôi, Bây giờ chúng ta đi rửa bây giờ nha. mình đi rửa bầu ngư Và chứ mình vậy. sẽ làm được cái bước kế tiếp nha, bởi vì Rồi không có rồi nhiều ok, thời gian nha. bây giờ mình đi rửa bầu ngư Dạ ha. vâng. Vâng, kính thưa quý vị, và cái công đoạn rửa bầu ngư cũng đã xong rồi và chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái con bầu ngư trong tay của Kim Hoàng thì những cái vành đen của nó đã được cạo rất là trắng, và đó cũng là cái yêu cầu của mà anh cái của đầu bếp Quang nhà ta
đòi hỏi là cái con bầu ngư phải được rửa sạch sẽ như vậy. Mục đích là để cho cái bầu ngư cho chúng ta cái cảm giác nó ngon miệng hơn. Bởi vì một cái món ăn, trước khi chúng ta ăn ngon thì chúng ta phải nhìn cho nó đẹp nữa, phải không thưa anh Quang? Đúng, bây giờ tại vì con bầu ngư này nó nằm ở trong cái môi trường rất là tinh khiết rồi, thành ra những cái gì mà trong ngoài này nó cũng đến nỗi mà phải là chỉ là nó, vì đẹp nó, thôi, vì chứ đẹp không thôi, phải vì là sạch sẽ, vì đẹp thôi. Chứ còn nếu mà mình nói phải nó không có gì nguy hiểm hết, nhưng mà mình khi mà mình trụng lên một cái dĩa gỏi mình dòm thấy hấp dẫn hơn. Dạ rồi, bây giờ Kim Hồng muốn biết là làm cách nào mà để anh trụng con bầu ngư này mà nó không bị dai kìa. Tại nhiều người cứ nói là rất là khó để mà làm cho cái bầu ngư mà nó giòn, mà nó có độ giòn mà nó lại không bị dai. Hầu như là mọi người đều rất là chú ý, rất là khi mà làm con bầu ngư ai cũng muốn là cái con bầu ngư, bởi vì là cái sản phẩm đắt tiền mà cũng muốn cho nó ngon, nhưng mà hiếm khi nào mới được ngon. Không? Bây giờ nói là nhớ hồi kỳ mình đem con bầu ngư về đầu tiên tặng cho một người bà dì rất là thân. Về cái kỳ sau về bầu ngư dở ẹt mà đem tặng, tại thật sự là bầu ngư rất là ngon nhưng mà tại không biết làm. Dạ thưa đúng. Đơn không giản. Thành ra bây giờ mình từng bước mình đi làm con bầu ngư này để cho mình bắt đầu. Và mình cái này là có thể nói là cái quan trọng nhất đó, quý vị nhớ theo dõi nhé. Bây giờ cái ở trên cái đầu con bầu ngư này mình có một cái cục đen này, chuyện đầu tiên là mình lắc cái cục đen này bỏ đi. Dạ. Cái đầu con bầu ngư này bỏ đi. Dạ vâng. Rồi á, thí dụ như bây giờ này ở trên mà nếu mà mình thật sự mà mình gọi là sang á, thì những cái rìa này nè nên bỏ mình luôn. Mình bỏ luôn, mình để mình làm những cái món khác chứ không phải bỏ. Còn nếu mà mình cảm giác thấy uổng quá thì thôi giờ mình sắt mình trụng luôn cũng được, không có sao. Nếu như mà nhà hàng thì có thể làm được, bởi vì chúng ta còn có thể chế biến. Còn nếu như mà ở nhà chúng ta làm một cái dĩa gỏi mà nếu mà bỏ hết những cái rìa rồi chắc phải mua 10 con bầu ngư mới làm đủ dĩa gỏi đó thưa anh. Không có, nhưng mà mình dòm thấy cái con bầu ngư nhỏ nhẹ nhàng nhưng mà khi mà ra một cái dĩa nó có làm một cái dĩa rồi rất là sơm đó. Dạ. Nó là sơm lắm á. Bây giờ em phải coi tài nghề bây của mình. Bây giờ là mình thôi, bây giờ bữa nay mình sang chút xíu đi. Mình bỏ chút đi ha. Dạ tùy anh thôi. Dạ miễn làm sao mà cho một cái dĩa gỏi của hôm ngày hôm nay em có thể thử cái dĩa gỏi nó rất là ngon là được rồi. Bây giờ mình cái rìa này mình bỏ. Dạ vâng. Rồi á, cái rìa nhỏ nhỏ tất cả những cái phần gì nó còn hơi dính màu đen là anh Quang của chúng ta vì nhu cầu đẹp của món ăn đã sẵn đây loại bỏ nó hết sẵn rồi, sẵn đây nói luôn là con bầu ngư này á như vậy nè mình có thể ăn sống được. Mình ăn sống rất là ngon. Mình giống như chấm bồ tạc thì giống như mình để ở dưới là một cái dĩa đá, cái mình trải một cái giá ráp lên thì mình sẽ sắt con bầu ngư này rất là mỏng, mình để lên nó mình... giống như tôm hùm vậy phải không? Nhưng mà theo tôi thấy từ đó đến giờ ăn sống bầu ngư là bầu ngư là một trong những cái con ăn rất là ngon. Nó ngon hơn là con ốc giò voi mà cái kỳ đã qua bên Trung Quốc á. Người ta nó cũng là đồ mắc tiền nhưng mà nó không bằng con này đâu. Dạ. Nếu mà quý vị có muốn thử nữa thì chúng ta đã thêm một món của ngày hôm nay đó quý vị, không nằm trong chương trình nhưng mà đã là thêm một món cho những người thích uống bia rượu phải không? Rồi cái này nhậu cũng bắt mắt lắm nha. Dạ. Nhưng mà với điều kiện phải con bầu ngư to và tươi như thế này thì mới có thể ăn sống được. Rồi bây giờ mình sắt bầu ngư. Sắt này là càng mỏng càng tốt, tại vì khi mình mỏng á thì cái độ mình ăn cứ ngon giòn ngon, mà lại sắt bầu ngư mà sắt dày quá mình ăn không có ngon bằng bầu ngư. Nhưng mà cái vấn đề sắc mỏng và sắc dày nó có liên quan tới cái vấn đề cái miếng thịt bầu ngư nó bị dai không thưa anh? Nếu mà mình sắc như vậy á, thì dày hơn một chút xíu hay mỏng hơn một chút xíu trụng nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy nó không, cái bí quyết không phải nằm ở cái nơi anh sắc mà cái bí quyết nằm ở chỗ khác. Và em đang chờ xem cái bí quyết anh như nhưng thế nào. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy mà khi mà dày quá đó là không được nha. Dày quá thì là không được. Nói cái tóm lại là càng mỏng thì càng ngon. Cho cái món ăn này. Với lại thật sự nó là đồ mắc tiền mà. Mình mỏng thì mình thấy nó nhiều nữa. Một người phụ bếp thì không có thể nào cứ đứng ngoài giờ, cái người bếp chính làm hoài, mình cũng phải kiếm công việc mình làm. Thôi bây giờ sẵn về nhà luôn. Nhà luôn bây giờ là mình nói cây gồng đâu bốn nè, thì bây giờ mình lấy mấy cái lá ra. Dạ rồi. Rồi mình lấy mấy cái lá ra xong rồi cái mình dùng cái dao là mình bào. Dạ rồi. Mình bào thì cái này là cái yếu tố thứ nhì của dĩa gọi ha. Dạ rồi. Quý vị ơi, cái rau muống thì thật mùa này của nước Úc chúng ta đang ở vào mùa hè thì rau muống nó cũng trở thành một cái món ăn nó rất là thông dụng và nó cũng tương đối nó khá là dễ chịu về vấn đề giá cả. Nhưng mà nếu mà một cái cọng rau muống hoặc là một cái dĩa rau muống như chúng ta nhìn thấy trong cái chương trình này mà vào mùa đông thì Kim Hoàng nghĩ là nó cũng là một cái vấn đề và chúng ta phải suy nghĩ phải không? Nhưng mà thật sự mùa hè đó anh, cái cọng rau muống á, nhìn nó rất là, nó gọi là healthy hả? Nó nhìn nó bắt mắt lắm. Không, nhưng mà Kim Hoàng thấy không? Mình đã mua con bầu ngư nổi thì cộng trong muốn thành vấn đề. Dạ thưa đúng.
tất cả mọi thứ nếu như mà nó tạo ra được một cái món ăn ngon thì em nghĩ là nó không thành vấn đề. Bây giờ thấy dân Sydney bây giờ giàu quá rồi. Bây giờ cộng rau muống cái này kia. Anh nói như vậy khán giả của em ở những tiểu bang khác người ta sẽ không hài lòng. Nhìn hơi thiên vị dân Sydney đó, tất cả mọi người Việt ở nước Úc của chúng ta sau hơn 40 năm làm việc vất vả, kính thưa quý vị, thì cái cuộc sống kinh tế nó cũng tương đối ổn định và những cái món ăn này thì cũng có thể là khá là dễ chịu đối với tài chánh của tất cả các gia đình. Nhưng mà quan trọng hết là bởi vì những cái món ăn này nó đem tới cái sức khỏe cho gia đình của chúng ta nữa. Bào ngư như chúng tôi đã phân tích là một trong những cái loại hải sản rất là quý, và rau muống cũng là một trong những cái loại rau đặc biệt là nó có tốt cho sức khỏe về vấn đề tiêu hóa và nhuận trường. Thì đó là lý do vì sao mà hiện nay rau muống nó trở thành một cái món ăn khá là được ưa chuộng của tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta đã thái xong bào ngư rồi, và phải chờ xem anh Quang làm như thế nào để cho cái bào ngư nó chín mà nó không bị dai. Bây giờ thì mình trụng qua trong cái quá trình là trụng của bào ngư nha. Dạ. Cái nước chúng ta đang có hình như không phải là nước lạnh phải không thưa anh Quang? Đúng, bữa nay tại vì mình đã từ nhà hàng đi lại đây, thành ra trên trước khi đi là mình lấy một nước súp, một nồi nước súp của nhà hàng, lấy nước súp hủ tiếu. Nhưng mà cái đó cũng là cái bí quyết của anh ở nhà, tại vì biết sao, khi mà con bào ngư này nó mắc tiền, khi mà mình trụng lên á thì mình phải làm cho cái nước nó ngọt, con bào ngư nó ngon. Còn nếu mà mình trụng mà nước lạnh thì nó không ngon. Dạ, thành ra nếu như ở nhà mà mấy bạn mà có á, thì nếu mà hầm được cái nước xương gà thì tốt, thì rồi nêm vô đó chút xíu thì càng tốt. Còn nếu mà mình hơi làm biếng chút á thì mình lấy cái bột nêm canh á, rồi mình pha cho một chút xíu mình trụng thì nó cũng ngon, mà nó không ngon bằng. Nó tóm lại cái nước để mình trụng bào ngư phải là cái nước dùng mà nó đã được nêm nếm, chứ không phải là một cái nước sôi không đơn thuần. Cái độ sôi của cái nước nó có quan trọng không thưa anh? Độ sôi á thì mình trụng này mình trụng sơ sơ thôi chứ mình không có trụng nhiều, nhưng mà khi mà mình thả con bào ngư cái thời gian mà lấy ra rất là quan trọng, tại vì khi mà con bào ngư nó mới vừa tái ra là mình lấy ra là liền. Còn nếu mà mình chậm một chút thôi là nó bị dai. Như vậy là cái nước, quý vị đang nhìn thấy là cái độ sôi của cái nước, có thể nói là nó sôi, cái purple nó nổi lên thì chúng ta thấy nó sôi rất là nhiều. Và quan trọng là cái thời gian anh vớt bào ngư ra như thế nào. Bây giờ á, nếu mà mình vậy nè, đang nước đang sôi nè, mình chưa có thả bào ngư vô. Nếu mà mình kỹ á, mình tắt đi. Dạ tắt rồi. Bỏ đi, mình thả vô. Thả vô thì cái khi mà cái ở trong cái hiện tại bây giờ là không còn lửa nữa. Là không còn lửa nữa thì cái độ nóng này nó cũng đủ để làm cho con bào ngư nó chín rồi. Dạ. Như vậy là được rồi. Mình không có cần phải mà đổ lửa lên, tại vì nếu mà ai có nhiều công chuyện quá mình sàn qua đầu này sàn qua đầu kia, có nghĩa là lửa mình quên đi một chút xíu là nó sẽ làm cho con bào ngư bị dai đi. Nè, bây giờ mấy bạn thấy là con bào ngư nó vừa tái thôi đó, vừa tái. Nó cái độ quắn nó hơi quắn lại chút xíu và cái đó là được rồi đó. Ok. Tại vì cái bí quyết này kính thưa quý vị cũng là đơn giản thôi, chẳng có gì khó khăn hết anh Quang hả? Đúng. Có nghĩa là cái khi mà cái nồi nước sôi rồi thì chúng ta nên tắt cái lửa đi và chúng ta thả bào ngư vào độ khoảng từ 30 giây cho tới 60 giây là chúng ta vớt ra, là cái miếng bào ngư nó vừa mới tái. Chúng ta có thể phân biệt được khi mà nó vừa mới tái là nó không có cong veo cái bào ngư lại. Còn nếu mà chúng ta để lâu thì Kim Hoàng nghĩ là bởi vì anh Quang khi mà thái bào ngư rất là mỏng thì nó sẽ cái độ cong nó nhiều hơn và cái đó thì nó có thể làm cho các bào ngư bị dai phải không? Sẵn vậy mình nói luôn nè, cái con bào ngư này á, mà nếu như mình xài là mình xài bào ngư tươi thì mình mới làm được cái món gỏi bào ngư. Còn nếu mà con bào ngư đông đá thì mình làm không có được. Nhưng mà giống như mấy người lớn tuổi hoặc là mấy cái nước khác, người ta có con bào ngư rồi mà không biết làm gì thì mình phải đem con bào ngư này mình hầm ở trong cái nồi nước á. Nếu mình niêm cái nồi nước dùng thì càng tốt, hầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Hoặc ai có nồi áp suất á thì nấu, thì lúc đó con bào ngư mới ăn được. Bởi vì lý do tại sao mà bà dì bà cho bào ngư mà ăn là ăn không được, thì nói là con bào ngư đồ mắc tiền mà không có nghĩa là bào ngư đông đá là chỉ có thể dùng để hầm thôi, và khi hầm là phải lưu ý là phải từ 5-6 tiếng đồng hồ thì cái con bào ngư nó mới mềm ra mà mình mới ăn được, chứ không thể nào ăn sống hoặc là ăn tái như vậy được. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta đã có một cái chén bào ngư và chúng ta đã trụng. Chúng Hoàng chưa có được thử nhưng mà tin chắc chắn là với kinh nghiệm của anh qua thì cái miếng bào ngư nó sẽ rất là giòn. Rồi, bây giờ mình trở qua mình nói tới cộng rau muống. Cộng rau muống này thì nhờ Kim Hoàng làm là lặt là xong rồi.
Bây giờ thì cái công đoạn kế là mình trẻ công đoạn 4. Thì cái công đoạn này gần như ai cũng biết. Thì dạ, bây giờ mình phải lướt qua tại vì chương trình có giới hạn. Dạ thưa đúng. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một dĩa rau muống đã được bào sẵn rồi, kính thưa quý vị, để mà chúng ta có thể sử dụng cái nhiên liệu này cho cái món gỏi ngày hôm nay. Và khéo tay hay không thì cái cọng rau muống như thế này, Kim Hoàng nghĩ là bất cứ ai cũng có thể bào ra được cái cọng rau muống như là chúng tôi đang có sẵn đây. Và rau muống này khi bào đó anh Quang, để cho rau muống giòn thì mình cũng phải có một chút xíu bí quyết phải không? Khi mà bào qua ra bụng miếng giòn á, thì muống trắng á, thì mình phải bỏ vô một chút xíu giấm. Dạ. Còn nếu mà giòn á, thì mình khi mình bào xong rồi mình vớt ra bỏ vô tủ lạnh. Thì nó giòn. Có nghĩa là để vô ráo, để rổ cho không ráo và cho muối, vô tủ lạnh. Không cần bỏ mấy cái kia. Chỉ là nước lạnh thôi. Nước lạnh thôi, nước đá thì giống như cái cọng mà khi mà mình luộc á, mình mới cần nước đá. Dạ, vâng. Còn cái này nếu mà mình bào xong rồi cái mình bỏ vô trong cái rổ cho ráo xong mình bỏ vô tủ lạnh là nó đủ giòn rồi. Dạ rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu trộn nha. Trộn rõ nha. Bây giờ cái chuyện đầu tiên mình trộn là mình phải làm nước mắm. Tại vì cũng giống như mấy cái show trước mình cũng đã nói sơ qua cái công thức làm nước mắm rồi. Dạ. Phải không? Thì bây giờ cũng nhắc lại một chút. Thì công thức là 1:1:1. Dạ. Nhưng mà nước mắm là 1. Uh-huh. Nhưng mà đường là 1 muỗng dung. Dạ. Còn chanh cũng là 1. Thì mình nói vậy thì 1:1:1 nhưng mà 1 nước mắm, 1.5 đường. 1 muỗng chanh. Có nghĩa là 1 muỗng ngang nước mắm, 1 muỗng ngang chanh và 1 muỗng dung đường. Mặc dù công thức chúng tôi là 1:1:1 nhưng mà lưu ý chút xíu là đường nhiều hơn 2 nhưng cái mà, rồi, phần kia. Rồi trong cái sốt á, trong một cái dĩa gỏi á, dạ, thì mình không phải nói là 1 là mình có 1 muỗng nước mắm như vậy là đâu, nó đâu có đủ cái độ mà nó thấm. Dạ. Thí dụ như mình trộn một cái dĩa gỏi này thì mình có thể mình xài là 3 muỗng nước mắm. Rồi 3 muỗng dung đường và 3 muỗng chanh thì một cái dĩa gỏi này nó mới đủ gia vị thấm ăn mới ngon. Dạ vâng. Chứ còn phải mình nói 1:1:1 cái mình đem ra cái con muỗng vậy thì nó cái gia vị nó ít quá. Có nghĩa là anh Quang phải giải thích cho quý vị rõ, nếu mà quý vị làm ra một cái dĩa gỏi mà ăn không ngon, những người thưởng thức không ngon lại đổ thừa là người dạy chương trình không có tâm và không có dạy hết nghề phải không? Nhưng mà đó, bây giờ là dạy là thế. Hết đó, dạy không giấu gì hết nha. Dạ rồi, bây giờ rau muống của chúng ta cũng đã có, nước mắm của chúng ta cũng đã làm xong. Ngoài rau muống thì chúng ta còn những cái nhiên liệu thì bây giờ mình bữa nay mình làm một cái dĩa gỏi này mình tính cho khoảng chừng 3 người ăn, 4 người ăn đi ha. Dạ vâng. Thì cái mình xài cái dĩa gỏi cỡ vậy là cỡ nhiêu đây là được rồi. Dạ vâng. Tại vì ở trong cái bữa tiệc á mình cũng có nhiều món chứ đâu phải mình có cái đó muốn không, phải không? Thì... và cái kinh nghiệm của Kim Hoàng đó anh Quang là cho ăn thiếu một chút xíu nó sẽ ngon hơn cho ăn nhiều. Cho nên đừng bao giờ làm quá nhiều mà chúng ta chỉ là người ta ăn ít thì người ta còn thòm thèm và tự nhiên cái món ăn của chúng ta nó trở thành rất là đặc biệt. Rồi bây giờ mình mình bỏ khoảng bao nhiêu rau muống này thì mình thấy thêm cái này là củ hành tím. Dạ. Củ hành tím mình bào. Đây là cái củ hành tím mà cái chương trình chúng tôi luôn luôn sử dụng để mà coi cho trong những cái món ăn, bởi vì theo sự giải thích của anh Quang thì cái củ hành này khi mà làm ra đồ ăn nó giòn hơn phải không anh? Hơn đúng, là cái củ, và nó màu sắc nó cũng đẹp hơn nữa. Nó có màu sắc đẹp. Thứ nhì, bây giờ cái dĩa bữa nay mình làm cái món gỏi này thì cái bầu ngư thì nó cũng trắng trắng thôi chứ nó không có màu sắc gì nhiều. Dạ, thưa. Rồi bây giờ cọng rau muống thì xanh. Thành ra bây giờ mình cố tình mình làm cái này tím để cho cái dĩa gỏi mình nó nổi bật lên một chút. Dạ rồi. Có nghĩa là lại một lần nữa là chúng ta cần phải ăn bằng mắt trước đó quý vị. Nó phải đẹp trước. Bên cạnh đó một hồi nữa là mình sử dụng rau mùi, thì ở trong cái cọng rau mùi bữa nay mình có tía tô nè, mình có húng lủi nè, mình có rau răm. Dạ. Thì cái cọng tía tô á, nó ngoài cái màu sắc đẹp ra nó cũng có một cái mùi vị cũng đặc biệt, nó cũng làm cho tăng hương vị cái dĩa gỏi này lắm. Dạ. Một cái điểm rất là đặc biệt ở cái công thức, ở những cái món ăn mà anh Quang hướng dẫn đó, kính thưa quý vị, thì anh Quang trong những cái món gỏi thì rất là hay cho cái rau tía tô vào, trong khi những cái người khác á, thì đa số thì sử dụng rau mùi hoặc là rau răm. Đó, thì cái theo sự giải thích của anh Quang, thứ nhất là màu sắc và thứ hai là bởi vì cái thành phần của cái rau tía tô nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Và trong những cái chương trình khác thì chúng tôi sẽ giải thích nhiều hơn về những cái gì mà cái rau tía tô đã làm nên đặc biệt cho cái món ăn của quán Hương Rừng. Rồi bây giờ đây là gốc hành, mà giống như mình đã có củ hành này nó cũng đã đủ rồi. Dạ. Nhưng mà nếu như mà mình thích thêm thì mình bỏ cái gốc hành bào. Nghĩa là những cái cọng hành này đúng không anh? Dạ. Nó tăng mùi vị thêm. Rồi bây giờ bữa nay mình bỏ thêm chút xíu gốc hành đi ha. Dạ vâng. Rồi trộn lên. Tất cả mọi thứ chúng ta trộn cho đều. Rồi bây giờ mình tại vì khi mà mình trộn vậy rồi thì có người thì ta thích bỏ cái rau thơm trên mặt thôi. Nhưng mà theo tôi thì thích trộn vô trong này một chút.
Lỡ mà khi mà giống như ở trên này ta ăn hết rồi gấp cái đũa dưới nó cũng không có một miếng cái rau mùi nào. Cái mùi thơm của nó là nó phải hòa quyện với nhau. Dạ, tất cả dạ. những cái hương liệu nó phải hòa quyện với nhau hết. Dạ. Dạ. Và nó chỉ có rau tía tô, rau răm và rau húng lủi, ba loại rau. Rồi bây giờ ra cái chén nước mắm này hồi nãy mình làm là thành phần 1:1:1. Rồi thì sau khi mình làm xong thì mình thành một cái chén nước mắm này vậy. À, bây giờ mình phải bỏ vô để mình trộn cái gỏi này cho nó thấm. Dạ. Rồi sau đó mình mới bỏ bột ngư lên. Dạ. Quý vị cũng có thể hình thấy là cái lượng rau muống mà chúng ta đang có phải không? Thì với cái lượng rau muống như thế này thì anh Quang nói là khoảng 3 muỗng nước mắm mà mình làm ra thì nó có thể nó tạo ra một cái hương vị rất là vừa ăn cho mọi người ha. Đúng, mình làm một thường thường mình làm hay làm một chén nước mắm cũng một chén vậy. Yeah. Rồi cái mình rưới lên bao nhiêu còn chứ nhiều... không thể nào mình rưới hết một chén không, này không đâu có, phải không? Không? Nhưng mà mình để một cái chén nước mắm này bên ngoài sau khi mà ai mà thích ăn mặn thì người ta có thể chấm thêm. Dạ vâng. À, bây giờ một dĩa gỏi này thì hiện tại bây giờ chắc mình sử dụng khoảng 4 muỗng cái sau khi thành phẩm rồi thì 4 muỗng. Dạ. Nhớ là nước mắm mình không có bỏ một chút xíu nước nào hết. Dạ, tại vì nó làm. Nó chỉ có Kim Hoàng nhắc lại là chanh, nước mắm và đường thôi. Và tỏi ớt dĩ nhiên rồi, tùy theo chúng ta thích cái độ cay nhiều hay độ cay ít thì chúng ta có thể gia giảm cái vấn đề ớt. Yeah. Nhưng mà vấn đề đường và nước mắm và chanh thì nó là cái công thức cố định của nhà hàng Hương Rừng đó kính thưa quý vị. Rồi sau khi mình xong là mình trộn lên. Mình trộn lên ha. Mình hồi nay mình bỏ chút xíu rau mùi thêm thì thấy ít quá. Một lần nữa, tất cả những cái loài rau mà chúng ta thì chúng ta cũng theo cái khẩu vị của gia đình của chúng ta có thể gia giảm ít hay nhiều tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Nhưng mà quan trọng là cái nước mắm. Sau khi mà trộn xong đó mấy bạn, dòm thấy một cái dĩa gỏi giống vậy nè. Có thể là ở dưới cái đống rau này nè, mình có nhiều nước lắm. Thành ra mình phải sang cái dĩa và chắc cái nước nó bớt. Rồi bây giờ... Dạ đây là một cái dĩa mới cho anh. Rồi, bây giờ mình cũng không có cần phải làm máy quay, tại mình bớt nước tại vì cái dĩa gỗ mà nước nhiều quá là mình nó làm không có khéo. Ừ. Có nghĩa là bị mất điểm á. Bị mất điểm. Làm dâu mà làm một cái ra cái dĩa rỗi như bởi vậy là mà không được điểm. Bởi vậy mà mấy cô dâu nào mà coi chương trình này xong mà về bà già chồng khen mình nhớ email cho tôi biết nha. Vâng, đó là những cái chi tiết rất là nhỏ thưa quý vị, nhưng mà từ những cái nhỏ nhặt như vậy chúng ta cộng nó lại thì nó sẽ có một cái công thức rất là hoàn hảo. Mặc dù là đơn giản nhưng mà nếu mà không có một cái bí quyết và không có một cái sự chia sẻ của anh Quang thì cũng khó, chúng ta cũng không có lưu ý cho lắm. Bây giờ mình để bên kia ha. Rồi bây giờ tới phiên mình trang trí. Theo lẽ là nãy giờ em chưa thấy cái gì cho cái bào ngư đó hết, có nghĩa là chỉ trụng nước dùng và để đó thôi. Nước dùng vậy là được rồi. Nước này được rồi. Nếu mà mình muốn á mình trang thêm đó đây một chút xíu nước này vô. Dạ vâng. Mình trang thêm một chút xíu này vô thì nó cái hương vị nó đậm hơn vậy thôi. Rồi á bây giờ theo lẽ là mình bỏ bào ngư lên, mình mới bỏ rau lên. Dạ vâng. Nhưng mà tại vì á mình làm như vậy á thì mấy cái rau mùi á nó sẽ che bớt, nó che nhiều bào ngư quá. Mình làm cái dĩa gỏi mình người ta có cảm giác là mình ít bào ngư quá. Mình phải sâu ớt bào ngư ra đúng không? Mình sâu hàng chút xíu phải không? Đúng rồi. Như vậy thì bây giờ cái công đoạn kế là mình thả cái rau mùi lên. Dạ vâng. Mình rau mùi lên cho nó nhiều chút xíu. Rồi này lên cho nó có chút xíu. Nha. Rồi bắt đầu mình mới để bào ngư lên. Cái này là cái phần trưng bày đó phải không anh? Trưng bày. Cũng không có nên kỹ quá, mình cũng làm sơ sơ tại vì cái gì mà dòm thấy sơ sơ nó mới tự nhiên mới ngon, mà mình làm kỹ lưỡng quá giống như mình sắp đặt hết rồi thì dạ. nó không có sang. Cứ miếng bào ngư mà khi mà chúng ta có thể nhìn cận cái miếng bào ngư, thịt bào ngư thì giống như là một miếng mỡ thịt heo vậy đó phải không anh? Ăn nó ngọt lắm, ăn ngon lắm. Cái món này cũng đơn giản đây, Kim Hoàng thấy theo cái sự hướng dẫn của anh Quang kính thưa quý vị, nó cũng rất khá là đơn giản, không có cầu kỳ nhưng mà nó rất là healthy, có nghĩa là nó không dầu mỡ. Mình bỏ thêm ở đây là hành phi nha. Dạ. Mình bỏ thêm chút xíu hành phi. Ít thôi cũng không cần nhiều đó. Tại mình có hành phi, có tỏi phi và có đậu phộng nữa. Dạ vâng. Nên mình bỏ thêm đậu phộng đây. Và tỏi phi cũng là một trong những cái bí quyết của anh Quang đó, bởi vì hành phi thì Kim Hoàng cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà tỏi phi mà cho lên gỏi thì cũng không rồi, có nhiều người cho lắm. Rồi đậu phộng.
Đậu phộng là một trong những cái hương liệu mà Kim Hoàng phải lưu ý quý vị khán giả, là bởi vì ở nước Úc của chúng ta không hiểu tại sao rất là nhiều trẻ em bị dị ứng với đậu phộng. Và nếu mà chúng ta có buổi tiệc mà có nhiều người tham dự đó thì chúng ta có thể để riêng đậu phộng qua một bên. Nếu mà những người nào không có dị ứng thì chúng ta có thể sử dụng, và những người nào có dị ứng thì người ta cũng có thể tránh được, để mà tránh những cái tai nạn đáng tiếc. Vậy cái trình bày cái bước sau cùng này là tùy theo mỗi người thôi, cũng đơn giản. Ví dụ như ai ăn ớt nhiều thì bỏ ớt nhiều, ai thích rau thêm thì bỏ rau thêm, cái đó thành phần. Hoặc là có nhiều người dùng cái ớt này để làm thành những cái bông, cũng là đúng, rất là đẹp. Nhưng mà cái đó là... Nếu mà mấy cô dâu nào muốn trổ tài thì chúng tôi xin mời. Nhưng mà với sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm rất hoàn chỉnh. Lý do là bởi vì không thể chờ đợi để mà được thử, bởi vì đứng đây ngày hôm nay là chỉ đây muốn thử cái món ăn thôi, kính thưa quý vị. Và đây là những cái sản phẩm gỏi bào ngư rau muống. Rất là đơn giản, hy vọng rằng sau cái chương trình này thì quý vị có thể thử ngay, bởi vì chúng ta đang vào cái mùa holiday, tất cả là cái dịp để mà mọi người sum họp, và cũng là cái dịp để chúng ta có thể trổ tài nấu nướng. Và do đó chương trình của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp những cái gì rất là đơn giản, công để mà cho cái bữa ăn nó thêm phong phú. Tất cả những cái nhiên liệu có sẵn tại nước Úc, và tất cả những cái nhiên liệu nó nằm trong tầm tay của tất cả những người nội trợ. Chỉ cần bước ra những cái khu chợ Việt Nam là chúng ta có thể có được tất cả những cái nhiên liệu như trước mặt của Kim Hoàng. Và nó đem lại một cái hương vị cho mọi người cảm thấy là cái món ăn nó không có quá nhiều dầu mỡ, và ngược lại nó cũng có một cái chất bổ dưỡng rất là riêng. Bởi vì bào ngư, rất là nhiều lần chúng tôi giải thích, là một trong những cái món ăn mà phải nói là thời xưa chỉ có ông vua bà chúa mới được ăn thôi. Nhưng mà thời nay, bởi vì chúng ta may mắn sinh sống ở nước Úc, thì chúng ta có thể thưởng thức hàng ngày. Và với cái công đoạn chế biến thì nó cũng không quá mất nhiều thời gian. Từ cái cách mà lấy bào ngư ra cho tới cái luộc bào ngư, quan trọng nhất là cái nước dùng. Khi mà chúng ta luộc bào ngư, một lần nữa Kim Hoàng nhắc lại là cái nước dùng đã phải là một cái nước đã được nêm nếm, hoặc là súp gà, hoặc là nước lạnh thì chúng ta cũng phải có gia vị. Và khi mà chúng ta trụng bào ngư, cái bí quyết trong một cái bữa, cái chương trình ngày hôm nay, đó là cái công đoạn mà chúng ta trụng bào ngư làm sao cho bào ngư không bị dai. Thì quý vị ghi nhớ là khi mà nước sôi rồi hãy tắt lửa nó đi, bỏ bào ngư vào, và trong vòng từ 30 giây tới 60 giây vớt bào ngư ra. Thì hy vọng là bào ngư nó sẽ không bị dai, bởi vì Kim Hoàng chưa có thử cho nên không biết là bây nó giờ, có bị dai giờ, hay không á. Bây giờ mình muốn dai hay không dai thì bây giờ mình thử liền đi. Dạ vâng. Nè, lấy đũa này. Và đây là cái giây phút mà Kim Hoàng chờ đợi. Bởi vì chúng ta, cái món ăn ngon là cái món ăn phải được thưởng thức khi mà vừa mới được thực hiện xong, phải không thưa anh? Đúng, đúng. Và trong cái chén của Kim Hoàng thì nó vẫn có đầy đủ, nó có rau muống, nó có rau thơm, và nó dĩ nhiên nó phải có bào ngư rồi. Và chúng ta sẽ thử bào ngư cùng với rau muống, coi cái hương vị nó như thế nào nhé. Giòn quá được không? Diễn tả như thế nào đây? Cái thứ nhất mà Kim Hoàng nhận thấy là bào ngư nó rất là ngọt. Nó ngọt là hoàn toàn là cái hương vị tự nhiên. Và dĩ nhiên nó cũng rất là giòn, không hề bị một cái độ dai nào mà chúng ta có thể thấy. Và rau muống, quan trọng là rau muống nó cũng giòn nữa anh. Nó giòn rụm khi mà nó tan chảy trong miệng mình, nhưng mà nó rất là giòn. Và cái bí quyết mà nó làm cho cái khẩu vị của mình nó ngon hơn, chắc có lẽ là cái chén nước mắm của anh. Dạ, nó thấm vô tất cả miếng bào ngư, và nó thấm vô từng cọng rau muống luôn. Cho nên nó làm cho chúng ta không cần phải chấm thêm nước mắm đâu. Theo cái công thức mà chúng tôi vừa mới làm, thì quý vị chỉ cần thử như vậy thôi là chúng ta cũng thấy là cái độ vừa ăn của cái dĩa gỏi mặn, ngọt, chua, nó có rất là đầy đủ, nó hòa quyện vào với nhau. Nếu mà quý vị không tin Kim Hoàng, hoặc là nói nghĩ rằng Kim Hoàng nói quá lời, thì quý vị có thể ghé quán Hương Rừng số 65 Strong Street, Kapramatta, để mà thưởng thức cái dĩa gỏi này sau khi chúng ta đã làm thử vài lần ở nhà mà không đạt được cái hương vị như là Kim Hoàng đã diễn tả cho quý vị. Một lần nữa rất cảm ơn em Quang đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cũng cảm ơn quý vị đã chịu khó theo dõi chương trình này. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bếp Ấm Nhà Vui của Vietfair TV vào tuần tới. Xin chào.